cái lá đã mọc ra rồi thì không thể nào lùng lại được mọi người. Lùng lại là chỉ có cắt bỏ và nuôi dưỡng lại những cái lá sau này. Thấy cái bẻ trông khó lấy quá, mọi người vét ở bên ngoài một chút như thế này. Mà tại sao là cái lá của nó sẽ không đồng đều và nó lá cao, lá thấp, lá to. Mọi người sử dụng cái kỹ thuật chi tìm nách lá trong bẻ non thì cái lá này nó sẽ giảm bớt lại. Men theo cái bẻ này rồi cắt xuống lấy ra nè. Đó. Là mọi người cắt chưa sát tới dưới, nó còn ôm một chút nó cũng vẫn phát triển được mọi người. Cái tàu lá này nè, cái lá cục và cái lá dài nó không đồng đều với nhau. Có lá thì cục ngủng ở đây, lên dài ở đây. Đó là rồi, hello cô chú anh chị mình trở lại với kênh Bonsai Vườn Quang Linh ha. Thì hôm nay Linh sẽ làm cái clip này thể theo những cái câu hỏi mà rất nhiều cô chú anh chị đã đặt ra, đã hỏi Linh trong thời gian qua. Đó là cái câu hỏi là tại sao chú, tại sao anh chị cắt y như Linh hướng dẫn, y gan vậy, cũng cắt vậy, cũng tách bè đồ này kia. Nhưng mà tại sao là cái lá của nó sẽ không đồng đều và nó lá cao, lá thấp, lá to, lá nhỏ. Cái đó là cái lý do như thế nào. Ngay cái clip hôm nay thì Linh sẽ giải đáp cũng như thị phạm cách cắt như thế nào, chi tiết nhất có thể cho tất cả cô chú anh chị mình quan sát để biết cách để khắc phục cây dừa bonsai của chúng ta ở nhà ha. Rồi ngay sau đây Linh sẽ quay cận vô để nói chi tiết về cách làm như thế nào cho mọi người xem ha. Thì mọi người thấy theo cách Linh hướng dẫn thì cái nách lá của cái lá chuẩn là từ đây đến đây nó bằng với nhau hoặc là thấp hơn một chút thì chúng ta bắt đầu cắt rồi. Đó, nhưng mà những cái tình huống là cô chú anh chị để cho cái lá này nè, cái lá cặn này nè là nó cao hơn cái lá chuẩn, nó cao rất là cao ở đây rồi mới cắt. Thì đó, thì tạo cái điều kiện cho cái đọt bên đây. Cái đọt bên đây nó ra rất là dài. Cái đó là lý do là mọi người cắt là cũng cắt như Linh, mà tại sao cái lá nó ra dài ha. Cái lá này, cái đọt non này nó sẽ ra dài, cái lá nó sẽ không đồng đều. Đó. Còn một cái tình huống nữa là mọi người không canh cái nách lá. Có những cây dừa cái lá này nó mới, cái lá này nè. Cái lá này nè nó mới mọc tới đây mà cái đọt á, cái đọt bên trong nó đã mọc cao dài ra rồi. Đó, thì mọi người không sử dụng cái kỹ thuật chi tìm nách lá trong bẻ non. Mọi người sử dụng cái kỹ thuật chi tìm nách lá trong bẻ non thì cái lá này nó sẽ giảm bớt lại. Đó, còn mọi người cứ cắt như bình thường, cái đọt non cứ để đọt non đó mà mọi người vẫn chú ý cái bẻ này thôi, chú ý cái bẻ này thôi. Đó, thì mọi người cũng dẫn đến sau này cái lá non này ra nó sẽ dài hơn, nó sẽ to hơn ha. Một cái tình huống khác thì cái tàu lá này nè, cái lá cục và cái lá dài nó không đồng đều với nhau. Có lá thì cục ngủng ở đây, lên dài ở đây. Đó là mọi người không canh, mọi người không canh, mọi người không canh cắt như cái bước đầu tiên Linh mới nói là không canh cái nách lá này, không canh cái nách lá này ha. Và thứ hai là mọi người cắt chưa sát tới dưới, nó còn ôm một chút nó cũng vẫn phát triển được mọi người ha. Thì nó sẽ tạo ra cho cái bè cao hoặc là cái bè lục. Thì cái đó là một cái tình huống nữa ha. Còn có một số tình huống nữa là có một số cô chú anh chị bằng công việc để lâu quá nó lên cao nhiều, những cái đọt trong nó lên quá cao đi, nó khỏi những cái, nó gấp đôi cái tàu lá bình thường chúng ta cắt ban đầu đó. Mà hỏi Linh á, làm sao để cho nó lùng lại? Cái lá đã mọc ra rồi thì không thể nào lùng lại được mọi người. Lùng lại là chỉ có cắt bỏ và nuôi dưỡng lại những cái lá sau này nó mới lùng lại, nó mới đẹp thôi ha. Đó, cho nên là cô chú anh chị chú ý. Rồi, cái cách xử lý là như thế nào? Thì đối với những cái cây như thế này thì chúng ta xử lý cũng khá là đơn giản. Mọi người cắt nè, khi chúng ta can cái bẻ ở trên nó sắp xỉ giống như Linh nói nãy giờ, thì nó ngang bằng hoặc là nó sắp xỉ tới bằng, thì chúng ta cố gắng cắt làm sao lấy hết những cái áo ôm ở trong đây sát nhất có thể. Thì nó không ôm nữa thì nó không lên cao nữa, thì chúng ta cứ làm như thế thì cái cây chúng ta nó sẽ đồng đều, lá đồng đều và cái bẻ của chúng ta nó cũng đồng đều. Đó, mọi người cứ nhẹ nhàng từ từ mà cắt, đừng để cho nó có thẹo nhiều nó sẽ xấu lắm. Thì cắt thì tất nhiên nó phải có thẹo rồi ha, nhưng mà hạn chế nhất có thể ha. Đó, mọi người mà nếu mà thấy cái bẻ trông khó lấy quá, mọi người vét ở bên ngoài một chút như thế này, vét cái bẻ bên ngoài một chút. Đó, để cho nó bên trong nó rộng ra một chút. Đó, đối với cây này thì nó dễ lấy rồi. Có những cái cây mọi người cắt cái bẻ lúc đầu nó chưa sát thì mọi người có thể vét một chút như thế này. Đó, vét một chút như thế này thì nó sẽ lòi cái ở bên trong ra, nó lòi cái ở bên ra thì chúng ta xử lý nó dễ hơn. Đó ha. Đó, ở đây thì cũng thế. Rồi mọi người nhẹ nhàng
Một cái lưu ý là mọi người khi mọi người cắt những cái bẹ bên ngoài như thế này là mọi người hãy xác định là cắt cho nó sát sát trước luôn đi, để sau này ta xử lý bên trong nó dễ. Rồi cắt sát xuống đây, sáng này đó, cắt sát xuống nhẹ nhàng lấy ra nè, rất là dễ thôi mọi người. Mọi người cắt dùng cái lực tay nhẹ nhẹ thôi. Rồi, nhẹ nhàng lấy ra nè, men theo cái bẹ này rồi cắt xuống lấy ra nè đó. Rồi như cái bẹ này, như cái bẹ này thì nè chúng ta nè đó, chúng ta gọc thêm một lần nữa, xét xét xuống đó, tạo cho cái bẹ thẳng nó đẹp luôn, như lú ở bên trong ra chúng ta dễ xử lý đó. Mọi người cứ làm nhẹ nhàng từ từ như thế. Rồi bên trong này chúng ta lặn cái dao vô nè, đưa cái tay nè, đưa cái bẹ ngoài ra một chút đó, để cho nó hở ra chúng ta dễ làm. À, lên quay thì hơi khó nha mọi người, tỉ mỉ làm từ từ, thọt cái viết nhẹ nhẹ vô, tập trung nhìn ở trong đây để cắt thì chúng ta sẽ cắt được thôi. Đó, vậy là xong em mọi người. Đó, xong một cái mép bẹ bên đây. Rồi, tới cái mép bẹ bên đây. Đó, nếu có cái những cái bẹ nó bên ngoài như thế này hơi khó cắt. Đó, thì mọi người xem, nếu cái lá này nó bị gãy nè, ý nó bị gách nè, bị hư nè thì chúng ta cắt bỏ. Còn nếu có lá đẹp thì chúng ta để lại ha mọi người. Rồi, cái lá này thì Linh sẽ cắt bỏ nè. Đó. Linh sẽ làm hai cách cho mọi người xem. À, ví dụ như cái lá này là đang còn nguyên dạng, còn nguyên, chúng ta giữ lại nè, thì chúng ta nè nhẹ nhàng để cái tay vô đây nè, đưa cái lưỡi dao từ dưới kéo lên, từ dưới kéo lên, rồi từ dưới kéo lên nhẹ nhàng thì chúng ta sẽ cắt được ha. Đó, rồi chúng ta sẽ lấy cái yếm ở bên trong ra đó, cái áo ôm bên trong ra, rất là đơn giản thôi, nhẹ nhàng cắt từ 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 vô đó thì chúng ta lấy ra. Còn cái này á là Linh sẽ cắt bỏ cái tàu này luôn, tại cái tàu này bị hư rồi thì chúng ta để thì nó hao tốn chất dinh dưỡng ha. Rồi chúng ta cắt cái tàu này nè, cắt bỏ luôn, cái tàu này nó bị hư, lá này hư không đẹp mọi người, cắt bỏ. Chúng ta chỉ lấy từ hai cái lá này với cái lá này là ba cái lá và một đọt non và trở về sau thôi đó. Đối với mấy cái lá này á, cắt là mọi người đừng có cắt sát quá đó, lúc nào Linh cũng hướng dẫn mọi người là đừng có cắt sát quá mấy cái lá này, để đây vài ngày nữa, 5-10 ngày đó, một tuần gì đó, khi nào chúng ta thấy thích hợp chúng ta hãy cắt nữa, chỉ là cắt dư như thế để cho cái gốc nó đung ra, chứ chúng ta cắt sát luôn cái gốc nó sẽ thu nhỏ lại, nó không đẹp. Rồi chúng khi chúng ta cắt ra thì chúng ta xử lý dễ rồi, xử lý như bình thường, kéo xuống nè, nè hồi nãy Linh cắt rồi nè, nè cho mọi người xem nè, từ dưới kéo lên cắt rồi nè, nó sắp đứt rồi nè đó. Mọi người nhẹ 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 cắt đứt, hoặc là mọi người cắt từ từ cái mọi người kéo ra cũng đứt nè, cái nào mọi người cắt. Rồi lấy cái bẹ này ra thì nó không còn ôm bên trong nữa, nó không còn ôm bên trong nữa thì tất nhiên nó sẽ không phát triển cái bẹ này nè, cái bẹ này sẽ không phát triển cao nữa, nó sẽ tương đương với những cái bẹ ngoài. Rồi đó, rồi rất là đơn giản thôi. Rồi đấy, nó không còn ôm, mọi người có thể thấy nó không còn ôm nữa ha. Đó, cái bẹ này sau này chắc cũng hư luôn mọi người, tại bữa là Linh bẻ hơi mạnh tay nó bị gãy nè, nhưng mà nó vẫn còn dính lại, nó vẫn còn tốt, nó phát triển ok. Rồi đối với cái đọt non bên trong này là Linh chưa thấy cái nách lá nó nè, là mọi người tại cái đọt này lên hơi cao nè, mọi người có thể đo từ đây là gần bằng một cây viết, thì cái lá bên đây thì mình đo cũng là hơn một cây viết chút đó, thì mọi người nhắm làm sao cắt xuống khoảng tầm đây nó phát triển lên, mọi người nhắm mọi người nha, nhắm là biết liền, từ từ cắt là quen, nhắm nó sẽ mọc lên, mọi người nhắm là nó khi nó phát triển lên nó sẽ tương đương với lá này, thì mọi người cắt, có thể mọi người cắt xuống một chút thôi cũng được đó, tùy cái tàu lá bay cao mà mọi người nhắm chận ha. Rồi bên đây cũng thế, mấy bên đây thì chúng ta cũng cắt xuống một ít ha, tùy cái đọt bên trong mọi người nhắm chừng đó, nhắm từng chừng từ từ, nhắm chừng từ từ thì mọi người sẽ quen, mọi người nhìn vô là biết cắt tới đâu liền. Có khi những cái cây ấy thì mọi người cắt xuống chút xíu thôi, mà chúng ta không phải cắt thì chúng ta phải siêng năng hàng ngày chúng ta xem cái cây rồi chúng ta cắt ha. Rồi chúng ta nhẹ nhàng lấy cái áo ôm này ra thôi đó, cái áo ôm này rồi cắt ra đây, lấy ra đó, vậy là xong mọi người, rất là đơn giản thôi. Thì khi nó phát triển lên nó sẽ đều nè, những cái lá này Linh canh cắt này, nó đều với nhau, mặc dù nó không tương đương với nhau 100% thì nó ít lắm, nó ít mà được tương đương 100% lắm mọi người, thì nó tương đương với nhau thì nó đã đẹp rồi.
Thì khi mà chúng ta mà cắt được những cái lá mà đều bon với nhau á, là cái trường hợp đó rất là ít mọi người đó. Thì chúng ta canh dữ lắm nó mới được, còn bình thường là nó tương đương giống giống mà bằng bằng với nhau là chúng ta nhìn được mắt là ok được, là ok nhất đó. Thì chúng ta tỉ mỉ cắt thì cũng không mất nhiều thời gian đâu mọi người, thì rảnh á thì cứ ra coi cây dừa chúng ta thấy, chúng ta nhìn bằng mắt thôi chứ không phải là kỹ thuật gì mà Linh nói cái là mọi người làm theo. Có khi cái cây chưa tới mọi người cứ đè cắt thì cái cây nó bị hư, hoặc là cái cây cắt nó mất dáng rồi mọi người. Cho nên chúng ta xem những clip hướng dẫn thì chúng ta xem cái kỹ thuật như thế nào mà chúng ta vận dụng thực hành. Cái thực hành mới khó, thực hành mà trên những cái cây khác nhau, nó không có giống như cái cây mà Linh hướng dẫn cho mọi người đâu. Cái cây ở nhà mọi người nó khác, thì mọi người tận dụng nó rồi tìm ra cái cách cắt như thế nào đó, mà dựa trên cơ bản là cái kỹ thuật cắt như vậy thì mọi người sẽ làm thành công ra những cái cây dừa bonsai đẹp thôi ha. Rồi, không mất khá là nhiều thời gian thôi thì chúng ta xử lý xong cái cây rồi đó mọi người. Rồi, clip hôm nay chỉ có vậy thôi. Rồi Linh xin chúc tất cả các chú anh chị mình sẽ làm ra được những cây bonsai thật đẹp ha, để chúng ta tự chơi chân trong nhà, để đón tài lộc cho gia chủ chơi cây dừa bonsai. Rồi, Linh xin tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người trong những clip về dừa bonsai lần sau trên kênh Bonsai Dừa Hoàng Linh của mình ha.